Hello mọi người, bây giờ mình đã tới nơi các bạn. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái trang trại gà và cái cách họ xử lý chuồng gà sau khi mà họ bắt gà các bạn. Ăn cắp cái nón của Henry đội đỡ. Bây giờ đi ngồi dưới đi. Đó. Cái con đường quen thuộc các bạn, đi cái đường dưới đi lên nè mọi người. Đó. Đó. Ở đây á là khi mình nuôi trang trại gà sau khi người ta bắt gà thì mình sẽ là người xử lý ha anh. Mấy cái đó hả? Dạ. Có người ta làm cho anh. Là phân á hả? Dạ. Phân là người ta lấy phân đi hả? Rồi ta có cái máy ủi hả? Lấy máy ủi lấy phân. Rồi bao lâu thì nó cho mình bỏ gà vô lại? Khoảng chừng 3 tuần. 3 tuần. Dạ. 3 tuần sau khi mà xử lý chuồng gà xong hả? Dạ. Hay là 3 tuần sau khi xử lý chuồng gà hay là 3 tuần sau khi nó bắt? 3 tuần sau khi nó bắt. Rồi dạ. Là lúc đó là nó coi mà nó tự xử lý luôn hả? Em mới quay qua dân anh vậy cho anh tưởng như anh đang làm gà. Các bạn coi nè, các bạn mình địa nè, có cây lê này khe tháng chắc 2 tháng nữa ha anh ha. 2 tháng nữa là mình sẽ xuống mình tỉa tót nó. Ảnh có trồng mấy cây các bạn, cái anh lấy cái phân gà một người, cái anh bỏ vô cái nó tốt dữ lắm luôn, không cần phân thuốc gì chân. Còn cái bên đó là nó ủi ra đó ha anh. Đó các bạn coi cái chân đó, chuồng gà đó ủi ra. Bây giờ mình sẽ đi lại gần quay cho bạn xem. Đây một chuồng, mình đang chuồng, bây giờ mình đi qua con chuồng này trước đi. Xem thử rồi cái cách xử lý của họ như thế nào. Rồi cái phân này họ đem đi đâu anh hả? Họ không biết, họ chở đi đâu qua Pennsylvania, họ bán người ta làm mushroom. Vậy đó hả? Hay nha. Vậy là họ không có bỏ gì hết. Không có gì bỏ. Một số nó đưa cho farm mấy người trồng đậu nành với trồng bắp. Dạ. Một số nó chở qua mình đó. Đây nè các bạn, cái chuồng gà nè, sau khi họ bắt thì họ sẽ lùa từ trong lùa ra. Ảnh sẽ đi mở đèn cho mình. Cái phân gà cùng với cái thuốc mà để xử lý cho nó không có hôi á. Bà chị bà không quen. Cái ở đây á, là cái phân gà này họ sẽ bỏ cái thuốc mà dạng thuốc phân hủy á, các bạn thấy thuốc gì đó, vi sinh nữa, vi sinh gì đó. Thì tự nhiên xuống thuốc gì mà chồng mình không được đó ông làm ta. Thì nó sẽ làm cho cái những cái phân á nó không có bị hôi và nó sẽ tự hủy ra, và những cái phân đó nó sẽ không làm cho gà bị bệnh đó. Anh đã mở đèn rồi các bạn. Bây giờ mình bước sâu vào trong ha. Mọi người, sau khi chuồng gà xong, đợt này ảnh tắt cái máy hút, nó hôi quá, hôi lắm các bạn. Nè, họ sẽ ủi trên này, nó sẽ có một lớp mặt phân gà, họ sẽ ủi hết ra phía ngoài này. Và sau khi họ sẽ lấy xe lại và họ đi hốt hết mấy cái phân gà này đi. Nồng mùi quá. Đợt rồi không nồng mùi là do có cái máy hút các bạn. Đợt này không có cái máy hút, nặng mùi quá. Rất là nặng mùi luôn nha mọi người. Đó. Rồi cái những cái máng này nè. Đây là những cái máng nè các bạn. Thì lúc đầu á thì còn gà thì họ sẽ cho cái máng này xuống dưới sát với mặt này để cho gà nó ăn. Nhưng mà sau khi họ hút gà thì họ phải nâng này lên để họ bắt những con gà đi. Và bắt những con gà đi xong rồi á, họ sẽ xử lý chuồng, hoàn tất chuồng xong rồi họ mới cho cái này xuống lại. Và ở dưới này là họ sẽ lót những cái kêu cái gì? Đất trấu nè, rồi cây gỗ nè. Thì họ sẽ làm lại, họ lại sẽ làm lại tất cả nha mọi người. Đó, giờ mình sẽ đi xuống dưới này cho các bạn xem. Để đợt này không có quạt, hôi quá anh ơi. Vậy hả? Chứ đợt rồi vô là không có hôi, nhưng mà đợt này vô bị hôi rồi, do cái không có quạt á, nó hôi quá. Hả? Lúc em vô đang bắt gà đúng không? Đúng rồi. Nó bắt gà thì là quạt nó kéo hơi rồi. Kéo nó không có bị mùi nhiều. Đợt này nó đâu có gà đâu mở lên chị. Đúng rồi. Bây giờ anh kéo ra đúng không? Mà nói chị anh mới đứng ngoài đó mới chịu nổi quá ội luôn. Bà không quen mùi gà. Em cũng quen mùi gà nhưng mà em nhiều khi em còn chịu không cái nổi đây. Cái nồng lắm anh còn chịu không nổi mà.
đó mọi người. Bây giờ trong cái chuồng gà là họ ủi nè, họ có cái xe họ ủi hết rồi mọi người. Đó, mọi người thấy không đó. Rồi bây giờ là trong thời gian này là mình làm cái gì cho nó, mình chỉ chờ nó lại thôi hả? Chờ nó lại, nó lấy rồi xong nó đánh lên nữa, nó đánh lên lần nữa. Ồ, cái này nó sẽ đánh lên hả anh? Đánh lên nữa, dạ. Nó đánh lên rồi nó làm nó, cái gì? Nó mịn, đánh lên nó mịn giống như cát vậy. Ồ, rồi nó có đổ thêm không anh? Ờ, khi nào cần thì nó đổ, hoặc không thì thôi. Là ý là nó cảm thấy mà không có đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ đổ thêm. Mà nó đổ trong đó là cái gì á anh? Ừ, mặt cưa em. Mặt cưa hả? Cưa với trấu hả anh? Mặt em cưa có... không rồi, mặt cưa không rồi. Em thấy có trấu nữa kìa. Cái vỏ cái mặt cưa nó bự vậy, mình bỏ cây thông á. Thế hả? Cây thông nhìn giống như vỏ trấu nha. Cái mấy cái chỗ này mình có cần phải giữ xử lý nó không? Xử sao? Cái ý là mấy cái chỗ thông hơi này nè, mình vẫn để nguyên vậy thôi hả? Để nguyên vậy thôi. À. Rồi cái shop này là mỗi một lần như vậy là nó sẽ làm một lần ha anh? Mỗi lần ra ha. Dạ. Mỗi lần ra là nó phải làm. Một lần như vậy thì chuồng gà, cái phạm vi chuồng gà này là bao nhiêu mét đó, anh Lịch ha? Fit anh biết, một mét không biết rồi. Nó fit thử rồi. 500 feet. 500 feet, bề dài ha. Bề dài. Rồi 500 feet này tương đương là bao nhiêu con gà? Chuồng này 27.000 con. 27.000 con cho cái chuồng này. Nhưng mà nếu như á, tại bữa em có đăng cái video mà người ta muốn hỏi người ta nuôi á, người ta muốn làm cái trang trại như thế này thì người ta hỏi là người ta phải làm như thế nào để đạt cái chuẩn có thể nuôi được cái trang trại này, là anh nói nuôi nha. Là nuôi riêng cho mình hay là nuôi cho là nuôi giống như anh vậy, là nuôi cho là, công cái ty á, mình phải kiếm công ty rồi xong nó mới đưa cho mình chứ. Ok, nó muốn cần cái này nó phải đưa cái, mình phải phó luôn cái công ty vừa nó muốn cái gì. Mình chọn cái công ty trước xong rồi mình mới hỏi cái tiêu chuẩn của nó như thế nào. Nhưng mà nếu như lỡ cái kiểu mà người ta đi mua lại cái trang trại giống như qua mua lại của anh đi, thì họ đi những cái công ty đó thì họ xem chuồng trại để họ ký kết với mình đúng không? Mà nếu như không đạt tiêu chuẩn thì họ sẽ không ký kết hả? Thường mốt xa thì không đạt tiêu chuẩn thì nó kêu là ok phải update cái này, update cái kia. Nó bắt mình sửa lại. Sửa lại rồi xong rồi ok. Còn nếu như cái kiểu mà những cái người mà họ chưa có cái gì hết, giống như là họ chưa có cái chuồng gà hay thì chưa cái đó thì họ build lên thì tất nhiên họ phải kiếm, tất nhiên khi mà muốn làm á em phải kiếm đất trước. Nếu mà muốn build á phải kiếm đất trước, đất rồi phải có nhà băng. Rồi phải có gà, thứ nhất á ba người phải quất chuồng gà rồi. Gà nó phải chịu cho mình nuôi gà cho nó. Nhà băng mới cho mình mượn tiền. Rồi mình là người phải có mua đất. Còn nếu nhà băng mà ý là mình là phải có mình phải một cái miếng đất của bao nhiêu bản thân mình. Chứ giờ mình mua đất mà thằng kẻ gà nó không có chịu bỏ gà cho mình mua làm cái gì. Nhớ không? Nói chung là mình phải mình ba người trong quốc chu gia rồi nhà băng mình và hãng gà. Vậy ok hết thì mình mới xây chuồng gà đúng không? Mới xây chuồng gà. Rồi lúc đó là nó sẽ đưa cho mình cái tiêu chuẩn như thế nào để xây một chuồng gà ha anh ha. Mà có thằng thì nó muốn chuồng gà bự rồi bao nhiêu cây quạt rồi bao nhiêu đường cám bao nhiêu đường nước. Nếu vậy á là nếu như mình nuôi gà như vậy đi thì có cái quy định là gà thịt như thế nào, gà sản xuất công nghiệp như thế nào không, hay là nó giống nhau hết? Giống nhau. Nhưng mà tại sao bữa em có xem một cái anh kia ảnh cũng nói về gà, mà gà có người thì anh nói là có gà thì 4 tháng ra, 3 đâu, tháng ra. Đâu có gà là 3 tháng. 3 tháng, 4 tháng gì đó. Thường thì nó 7 tính tuần nha, nó tính tuần. Bao nhiêu tuần? Của anh thì tầm như 7 tuần, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Mà em nghe cái anh đó là có người thì là 9 tuần, có người thì 8 tuần. Em tùy nghe. Tùy theo hãng. Em nghe có cái người á là họ tới nhiêu ta? 6 tháng, 6 tháng là nhiêu tuần vậy? 6 tháng thôi, chứ gà đẻ với đâu gà gì với đâu bao nhiêu giờ kìa. 6 tháng là nhiêu? Lâu quá. Đúng rồi, em nghe rất là lâu luôn. Em nói ủa gà mà nuôi tới 6 tháng là hơi nhiều đó. Sao nhất là 9 tuần nha. 9 tuần ha. 9 tuần là nhiêu nhà? 4 tuần. 4 tuần 8 tuần. 2 tháng mấy hả? 2 tháng mấy? Đúng không? Là anh là người cứ nuôi kiểu đó đúng không? Là 9 tuần. Anh nuôi 7 tuần. 7 tuần hả? Anh nuôi 7 tuần. Vậy là tại sao em cứ nghe một người nói là đâu có gà nào mà nuôi tới 3 tháng rồi, 3 tháng hay 6 tháng em rồi. Nghĩ là gà là gà đạt chuẩn là dạng chuẩn thịt á thì ok là 6, 3 tuần nuôi gà nó kêu là organic thì quả mai có thể gà đi bộ gà organic thì như là nó không có nuôi cái kiểu đồ ăn của nó riêng hay sao thì biết gà thì em biết đó vậy. Em thấy gà của anh nuôi thì nó đi qua chỗ này cái đi, chỗ này nó có quạt gió các bạn, đây là cái quạt gió nè, nó sẽ hút
tất cả những cái hơi á. Đấy, ở đây là cái quạt gió nó sẽ hút tất cả những cái hơi ra ngoài, ra ngoài để cho gà mình nó thoáng, nó không có bị hầm các bạn. Tại khi bỏ gà vô nó sẽ rất là bị hầm. Thì em thấy cái người đó họ nuôi á là có mồng. Còn gà của anh em thấy nuôi là khi ra chuồng vẫn chưa có cái mồng. Đúng không? Và bởi vì em thấy anh kia là nuôi là họ nói là 9 tuần. À không phải 9 tuần, à 6 tháng. 6 tháng thì tất nhiên là rất là nhiều thức ăn luôn á. Đông nhiều quá em. Đông nhiều quá. Nếu phải là nó thổi ồn quá các bạn. Mà cái đó là nó sẽ ký kết mình trong thời gian đầu hả? Ví dụ như nó sẽ quy định tôi nuôi gà kiểu đó và anh chịu nuôi hay không, đúng không? Đúng rồi. Rồi cho em hỏi này luôn, tại có người hỏi em á là khi mình nuôi gà như vậy nè thì nó có bắt là bao nhiêu chuồng không, hay là mình có nhiêu mình ký nó nhiêu? Mình có bao nhiêu chuồng mình nuôi bao nhiêu, nếu mà nó thường nó cũng phải cái minimum bao nhiêu nó để nó được. Có thường thường trung bình nghĩ 4 chuồng, người ta 4 chuồng nhiều hơn. Thường là 4 chuồng đúng không anh? Mà mỗi một cái tiểu bang nó sẽ có một cái luật khác nhau đúng không? Còn như giống như bây giờ tiểu bang này của mình là tiểu bang Maryland thì cái luật của nó có cái gì đặc biệt không? Anh nói thử cho em nghe nhé. Thì anh nghĩ là nó cũng em phải xin giấy phép nuôi rồi cách này thôi, thường thường với hãng gà thôi chứ mình cũng không có gì đặc biệt cho mình nữa. Mình chỉ nói chung là bỏ công rồi, hồi nói như thế nào mình làm đó rồi. Còn hãng gà, cái luật của hãng gà thì nó khác, từ mỗi tiểu bang nó khác của hãng thôi. Dạ, rồi. Rồi khi mà ví dụ như bây giờ nuôi á thì nhất định nó sẽ có hao hụt. Còn cái phần hao hụt đó thì mình phải làm sao? Ví dụ như là đừng nói chúng cho em bao nhiêu cái percent thịt mỗi cái block vậy, bao nhiêu percent thịt gà nó chết hay là gà nó làm sao đó. Mà nó quy định là cho mình được xác suất là bao nhiêu? Anh nghĩ khoảng chừng mà ví dụ 100 đi, mình tính 100 đi. Được 100 nhiều lắm em. Không, ví dụ 100 trên mấy? Một ví dụ như 100 trên 10 hay 100. Về anh nghĩ khoảng quanh, bây giờ thì ổng cần biết nó cái tính mà gà em mà rút á, cứ nó cứ gà mà chết á nó kêu 1 per 1000. Rồi. Chứ nó không có giống như là nó không có bắt mình là phải nuôi đạt chuẩn 100% hả? Không có, nó biết là không có được rồi. Em biết đâu có làm sao được. Thì nó đó biết. Bởi vì em muốn biết là nó cho mình hao hụt bao nhiêu? Hao hụt anh nghĩ thì chừng mấy 4%. 4%, vậy là 100. 4% là em thấy 4-5% thôi. 4-5% trên 100 á hả? Vậy là cũng hơi ít à, xác suất phải ít à. Rồi nếu như vậy thì chuồng trại nuôi nhiều như vậy á, nó có bị bệnh nhiều không anh? Thường thường lâu lâu em mới bị đi với ăn thua bệnh là ăn thua cái con gà con á. Gà giống. Rồi cái ví dụ như bây giờ mình nếu như cái giống gà của họ bỏ ra tụi mà nó biết nó bỏ gà mình tốt hay xấu rồi. Mà lỡ nó bỏ gà xấu rồi mình sao? Thì cũng chịu thôi, nó cũng biết rồi mình cũng chịu, thằng nào mạnh nào lấy chịu thôi. Là mình cũng bị lỗ nó cũng lỗ luôn. Giống như vậy đúng không? Còn thức ăn anh, thức ăn thì nó ví dụ như nó dẫn cái tính đi. Trung bình nó tính. Ví dụ như đây các bạn xem cái này là cái thùng thức ăn đúng không anh? Thùng cám. Mà ví dụ như thức ăn này á thì quân bình một chuồng như vậy nè là hồi nãy anh nói mấy ngàn con? 27.000 con. 27.000 con thì bao nhiêu tấn thức ăn cho một ngày? Một ngày tùy theo lớn nhỏ, gà mà ví dụ từng thứ bảy một ngày nó ăn cả 10 tấn. Dạ, một ngày gà nhỏ. Gà lớn. Gà lớn hả? Một ngày gà lớn là 10 tấn. 10 tấn rồi thức ăn nó sẽ lại nó đổ cho mình. Nó đổ. Dạ, ví dụ nó cũng tính hay lắm, ví dụ em nuôi gà 7 tuần đi, nó tính tới cái ngày đó gà ra là nặng ví dụ 6,5 kg đi, 6,5 pounds đi, thì nó ăn cho bao nhiêu thức ăn là em rút là cái đó, còn là nó tính ví dụ như gà 6,5 pounds 7 tuần em ăn cho 100 pounds thức ăn là phải đúng vậy. Còn nếu mà nhiều quá thì em bị lỗ thôi. Mình ủa là cái đó mình phải tự cho mình canh hả? Mình phải canh gà, ví dụ mà em cho nó thấp, đồ ăn nó thấp quá, nó nằm nó ăn không à, nó ăn không nó không đi, nó không làm gì, hình đồ ăn nó ăn hoài, nó cũng không mập không đi đâu. Hình em đưa cái máng dừa thôi, nó ăn dừa đủ, nó dừa tiêu quá mà gà nó lại bự mà ít đồ ăn. Cũng có cái kiểu đó hả? Cũng có. Nếu vậy là thức ăn mình phải canh mỗi ngày. Em không canh, em có gì, mà ví dụ em
Ông ấy mỗi ngày 3-4 ngày em canh là em đưa cái máng lên chút xíu rồi. Để cho nó đi tới đi lui ha. Cho nó đi tới đi lui. Ồ, mấy cái nó cũng có cái kiểu nuôi của nó ha. Mà ví dụ như bây giờ nếu như gà mà nó bị một cái bệnh gì hay hay là cái gì đó thì mình chỉ báo nó thôi. Báo nó để nó lại. Nó tới nó lại nó cho đưa thuốc cho mình cho gà uống. Ồ. Rồi ở đây là mỗi một lần định kỳ hàng tuần hay hàng hàng quý gì nó sẽ lại chích gà cho mình hay sao? Chích nó chỉ chích lần khi gà trong gà mới nở á, nó vaccine ta xịt lần. Ồ, vậy thôi ha, một lần vậy thôi. Một lần thôi á. Sao em thấy ở bên Việt Nam á là họ chích nhiêu ta? Gì một tháng mấy một lần gì đó. Bên này sẽ đẻ đẻ gì mới vừa nở trứng gì nó chích chồng chỗ đắp trứng á. Nó xịt lần làm cái này là một chích gì đó. À, chuẩn bị mà đi nuôi là nó chích một lần rồi thôi. Đúng rồi, gà nó xíu mới đẻ thì mới nở trứng á là một lần vậy. Ồ. Em vô. Dạ. Rồi đó, tất cả mọi người nghe được cái bí kíp nuôi gà, và mọi người mà ai mà có muốn có ý nuôi gà thì cũng có thể là hiểu thêm về. Bây giờ thì em đi lên lầu em lo cho thằng con trai quý tử của em đây. Em đi có chút xíu mà khóc rồi. Rồi, thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày em ngày hôm nay nha. Nếu các bạn cảm thấy hay và thích video của mình thì nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe kênh cho mình với nha. Thân chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Bye bye. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy bấm vào nút subscribe ở dưới đây. Và đây là kênh thứ hai của mình, các bạn cũng đừng quên ghé thăm ủng hộ mình nhé. Ở mỗi video sẽ có nút đăng ký ở góc phải màn hình, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Đừng quên bấm lên cái chuông để nhận được nhiều video mới.